Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và đi lên, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mỹ lần thứ 27 đã biểu quyết đề ra 20 mục tiêu chủ yếu. Do tiên lượng đánh giá đúng tình hình, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân trong huyện, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh, sự ủng hộ của những người con xa quê. Sau 5 năm, Đảng bộ và nhân dân Yên Mỹ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chương trình, đề án đã đề ra, để lại những dấu ấn đậm nét sau một nhiệm kỳ đại hội đầy khó khăn và thách thức. Ấn tượng nhất đối với nhiệm kỳ vừa qua là thứ nhất là nghị quyết của đại hội lần thứ 27 đã đi đúng được ý đảng, lòng dân và giữ được cái an ninh trật tự trên địa bàn ngày càng tốt hơn là thứ nhất. Thứ hai là đầu tư cơ sở hạ tầng từ xã đến huyện là có một chuyển biến rất tích cực. Trong nhiệm kỳ vừa qua là đạt 1.405 tỷ. Trong đó dành cho giáo dục là trên 600 tỷ. Như vậy, giáo dục có ý nghĩa vô cùng cũng quan trọng đối với Yên Mỹ, bởi vì Yên Mỹ là huyện phát triển công nghiệp thì đòi hỏi rất nhiều lao động có trí tuệ. Vì vậy, con em Yên Mỹ muốn phát triển thì phải thông qua con đường học. Ngược dòng thời gian, trở lại với những ngày đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi là cơ bản, Yên Mỹ cũng gặp phải không ít khó khăn và thách thức. Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia và các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Thiên tai, dịch bệnh diễn ra bất ngờ, khó dự đoán. Những bất lợi đó đã tác động không nhỏ đến các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Yên Mỹ. Trước bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách tích cực, quyết liệt, đồng bộ và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình huy động nguồn lực cho đầu tư. Thực hiện cái chương trình đề án của huyện Yên Mỹ lần thứ 27, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27, huyện Yên Mỹ đặt ra là với xây dựng cái chương trình nông thôn mới là 12 trên 16 xã về đích nông thôn mới trong nhiệm kỳ. Thì trong nhiệm kỳ qua thì Đảng bộ và nhân dân trong toàn huyện đã phấn đấu về đích là đến thời điểm này là đã được 16 trên 16 xã. Thế và huyện thì đạt là huyện nông thôn mới. Thế và trong nhiệm kỳ thì cũng đặt ra cái mục tiêu đại hội là huy động nguồn lực, cái chương trình huy động nguồn lực. Thế và cái chương trình huy động nguồn lực thì cũng đã xây dựng trong nghị quyết là đạt trên 1.300 tỷ. Ở đây là cái khó khăn, đầu tiên là cái khó khăn. Nhưng sau đến thời điểm này thì với cấp sự quyết tâm của cấp ủy, thế và chính quyền thì đã huyện Yên Mỹ cũng đã huy động được 1.750 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ bản. Qua trao đổi với các đồng chí lãnh đạo huyện và nắm bắt tình hình thực tế ở các địa phương, có thể khẳng định trong 5 năm của nhiệm kỳ lần thứ 27, nông nghiệp ở Yên Mỹ phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 0,8%, cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực. Các loại cây trồng kém hiệu quả đã dần nhường chỗ cho các cây đặc sản, các cây trồng có giá trị kinh tế cao. Toàn huyện đã chuyển đổi được gần 730 ha, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác bình quân đạt 195 triệu đồng một năm, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra. Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh, các vùng sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, một hướng đi mới, hướng làm giàu đầy tiềm năng trong phát triển kinh tế nông nghiệp thời hội nhập ở Yên Mỹ.
Nổi bật nhất trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trong nhiệm kỳ 2015-2020 thì nó có 4 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là cái công tác lãnh đạo chỉ đạo được sự quan tâm của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy và sự điều hành linh hoạt và quyết liệt của ủy ban dân huyện. Nguyên nhân thứ hai đó là cái việc triển khai, tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Cái nguyên nhân thứ ba đó là cái sản xuất nông nghiệp thì được ngày càng được quan tâm và xã hội hóa cao thông qua các cái cơ chế chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp. Nguyên nhân thứ tư đó là cái vai trò và tinh thần trách nhiệm của ngành nông nghiệp nói chung và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng Yên. Và trong đó thì có vai trò tham mưu tích cực, chủ động, linh hoạt của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Nhờ làm theo mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhiều gia đình ở Yên Mỹ đã có những nguồn thu nhập rất cao. Nhiều gia đình đã trở thành tỷ phú từ mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Cũng nhờ học tập, áp dụng và làm theo mô hình nói trên, toàn huyện đã hình thành và cho ra đời 16 hợp tác xã kiểu mới với nhiều ngành nghề đa dạng và phong phú, vừa phát huy được lợi thế, thế mạnh của từng địa phương cũng như sở trường của người Yên Mỹ. Thành lập hợp tác xã thì nó có cái ưu việt. Đấy, thì thứ nhất là về sản xuất, giúp bà con nông dân của chúng ta là sản xuất là theo đúng tiêu chuẩn về các. Thứ hai nữa là hợp tác xã này thì phải có trách nhiệm như vậy là đi quảng bá này, giới thiệu sản phẩm này, giúp bà con nông dân để tiêu thụ sản phẩm. Với lợi thế về địa lý gần thủ đô Hà Nội, có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua. Trong những năm qua, Yên Mỹ đã tập trung xây dựng triển khai nhiều đề án phát triển đô thị và quy hoạch vùng, tạo tiền đề cho tương lai. Với những cách làm bài bản đầy tinh thần trách nhiệm, kết thúc năm 2019, Yên Mỹ có 4 xã được công nhận là đô thị loại 5. Do mạng lưới giao thông được mở rộng thông thoáng, đã tạo ra sự liên kết giữa tất cả các vùng trong huyện, đặc biệt là đã tạo ra một sự liên kết mang tầm vĩ mô giữa Yên Mỹ với các huyện lân cận và ngược lại. Sự liên kết ấy không chỉ thúc đẩy kinh tế xã hội của cả khu vực cùng phát triển, mà đó còn là các thị trường tiềm năng tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân. Cùng với đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, Yên Mỹ xác định sản xuất công nghiệp phải là khâu đột phá và phải trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện. Với tầm nhìn chiến lược, với lối tư duy hiện đại, cởi mở và thân thiện, lãnh đạo và nhân dân trong huyện đã tạo ra được môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn trong mời gọi đầu tư. Với cách làm ấy, trong 5 năm, Đảng bộ và nhân dân Yên Mỹ đã thu hút thêm gần 190 dự án, nâng số dự án đầu tư vào địa bàn lên 323 dự án. Điểm nổi bật, các dự án đầu tư vào địa bàn đều được lựa chọn theo hướng đem lại giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu thiết yếu, nhu cầu vui chơi giải trí, nâng cao đời sống tinh thần cho chính người dân Yên Mỹ. Lý do mà công tập đoàn ta quyết định đầu tư vào Yên Mỹ mình thì có vài lý do chính. Thứ nhất là Hưng Yên mình, đặc biệt là Yên Mỹ cũng nằm trong một trong những cái tỉnh phía Bắc nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của phía Bắc Việt Nam, và lại là một cái địa bàn mà nằm ở giữa khu vực có sân bay Nội Bài và có cảng ở Hải Phòng, là Yên Mỹ nằm ở giữa nên đấy là những cái điều kiện rất là thuận lợi. Ngoài ra thì Hưng Yên cũng là một cái nơi mà có rất là nhiều nhân tài. Cái lý do rất là khách quan là có cái khu công nghiệp Thăng Long 2 ở đây, nên là đấy cũng là một cái điều kiện rất là thuận lợi để tập đoàn Takagi quyết định đầu tư vào đây. Và từ nay về sau cũng rất là hy vọng là sẽ phát triển kinh tế hơn nữa ở tại Yên Mỹ mình. Sẽ thấy Yên Mỹ là một địa bàn rất đẹp, thuận lợi về giao thông và cũng là điểm đến của các khu công nghiệp và các doanh nghiệp. Thì công ty cổ phần tập đoàn Thịnh Phát chúng tôi quyết định đầu tư khu dịch vụ tổ hợp. Mong muốn mang đến những dịch vụ tốt nhất cho bà con nhân dân ở huyện Yên Mỹ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Trong quá trình hoạt động và xây dựng thì rất là cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã giúp đỡ nhiệt tình và sự ủng hộ nhiệt tình của bà con để chúng tôi đã xây dựng và hoạt động. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến những dịch vụ tốt nhất. Những năm qua, mặc dù trong hoàn cảnh có nhiều khó khăn, song Yên Mỹ đã làm khá tốt công tác chuẩn bị, thành lập mới được 2 khu công nghiệp. Các khu công nghiệp ra đời đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển mạnh mẽ.
Bên cạnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp, huyện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các làng nghề, các ngành nghề tiếp tục phát triển và mở rộng. Toàn huyện hiện có hơn 2.000 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp và 3 làng nghề. Hầu hết các ngành nghề đều sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhiều làng nghề đã khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trên thị trường, như nghề làm miến rong thôn Lại Trạch xã Yên Phú, nghề làm trống, đồ chơi trẻ em ở thôn Hào xã Liêu Xá, nghề sản xuất chế biến lương thực thực phẩm và kinh doanh tổng hợp ở thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, nghề mộc mỹ nghệ và dân dụng ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, nghề đóng thùng bệ, sửa chữa ô tô ở các xã Trung Hưng, Liêu Xá, Tân Lập, Minh Châu, nghề mây che đan ở xã Trung Hòa. Các làng nghề phát triển đã góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động ở nông thôn, giảm áp lực đè nặng lên xã hội. Để giữ vững cái làng nghề truyền thống và cái thương hiệu làng nghề và để mở rộng được sản xuất đối với gia đình tôi nói riêng, cả làng nghề nói chung, thì chúng tôi là đã thành lập những cái tổ hội làng nghề, thì chúng tôi thường xuyên có những cái cuộc họp bàn trao đổi để tìm cái hướng coi là giữ gìn cái thương hiệu làng nghề. Thì chúng tôi chú trọng nhất là cái nâng cao chất lượng sản phẩm đấy, và giá thành sản phẩm. Để vươn xa hơn nữa thì chúng tôi cũng muốn vận động một số tổ hội là tiếp cận những cái khách hàng để xuất khẩu được hàng, ví dụ như sang Trung Quốc, Đài Loan. Thì từng bước này chúng tôi cũng đang tiếp cận với cái khách hàng đó, và để nâng cao được cái chất lượng sản phẩm và cạnh tranh được giá thành thì chúng tôi cũng đi sâu vào coi là đầu tư công nghệ sản xuất để đáp sản xuất được ra hàng, để giảm thiểu được cái nhân công. Nhưng bên cạnh đấy cái đưa cái công nghệ vào sản xuất, nhưng mà chúng tôi vẫn khích lệ coi là vận động những cái tay nghề thủ công mỹ nghệ, nghĩa là làm bằng tay. Vì có những cái sản phẩm là phải làm bằng tay thì nó mới có hồn của cái sản phẩm mỹ nghệ. Vốn là vùng đất có truyền thống hiếu học, lại được sự quan tâm khích lệ kịp thời của lãnh đạo các cấp, những người con xa quê. Trong những năm qua, Yên Mỹ đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Nhiều trường, nhiều thầy cô đã vượt khó đi lên, có nhiều sáng tạo đổi mới trong việc dạy và học. Phong trào thi đua dạy tốt học tốt đi vào thực chất ở tất cả các nhà trường. Chất lượng giáo dục toàn diện ở các ngành học, bậc học trên địa bàn huyện đều được nâng lên rõ rệt. Số lượng học sinh giỏi, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và trúng tuyển vào đại học tăng cao qua từng năm và luôn nằm trong top dẫn đầu của tỉnh. Phong trào xã hội hóa giáo dục, kiên cố hóa trường lớp, công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đi vào chiều sâu. 45 trên tổng số 55 trường của toàn huyện đã đạt chuẩn quốc gia. Bằng nhiều nguồn vốn, những năm qua, huyện và các địa phương đã xây dựng cải tạo nâng cấp được 40 công trình nhà trường, lớp học, các công trình phụ. Tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng tăng nhanh, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy và học tập của các thầy cô và các em học sinh. Trong 5 năm qua thì có thể nói Yên Mỹ đã được duy trì trong top đầu, và có năm học 2018-2019 là duy nhất tỉnh Hưng Yên thì huyện Yên Mỹ được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng cờ về đổi mới sáng tạo nhất tỉnh. Trong 5 năm qua thì không có học sinh vi phạm về an toàn giao thông cũng như là tai tệ nạn học đường mà dẫn đến phải kỷ luật. Khi có nông thôn mới được sự quan tâm của Ủy ban nhân xã Hoàn Long, chúng tôi đã được xây dựng thêm 2 dãy nhà mới, một dãy nhà là phòng chức năng và một dãy nhà là phòng học bộ môn. Sân chơi đã được cải thiện, diện tích nhà trường được nâng lên đáng kể với hơn 10.000 mét vuông, đáp ứng được cái nhu cầu của học sinh, phụ huynh và cũng đáp ứng được đổi mới dạy học. Là vùng quê vốn có tầng dày về lịch sử, vì thế công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc vốn có của Yên Mỹ được huyện đặc biệt coi trọng. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, sự biến đổi của thiên nhiên, sự tàn phá của chiến tranh, các thế hệ người dân Yên Mỹ vẫn kế tiếp nhau bảo vệ, lưu giữ tương đối nguyên vẹn nhiều cổ vật, hiện vật, những công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo rất có giá trị về lịch sử và nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc của hơn 100 di tích trên địa bàn. Trong đó có 21 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, tiêu biểu là nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà tưởng niệm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trung tướng Nguyễn Bình, khu di tích lịch sử Đền chùa Báo Ân, đền thờ Phạm Công Trứ,
khu di tích lịch sử Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Của Yên Mỹ chính là sự tinh kết, những tinh hoa của tam trấn trong tứ trấn của kinh đô Thăng Long. Từ cái sự kết tinh của tam trấn trong tứ trấn, từ cái tiêu điểm của cái cuộc khởi nghĩa, của cái đất đai, của phong trào Bãi Sậy, thì chúng ta nhận ra ba cái đặc điểm truyền thống của Yên Mỹ. Một, đấy là miền đất anh hùng, kiên cường, bất khuất đấu tranh. Hai, là miền đất tài giỏi trong cái việc làm ăn, xây dựng quê hương, làng mạc và đời sống kinh tế. Và thứ ba, đấy là miền đất thi thư văn hiến, nơi xuất hiện của những nhân tài, của những người hiền tài, là nguyên khí của quốc gia. Nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã thị trấn được đầu tư khá nhiều trang thiết bị hiện đại theo hướng chuyên sâu. Đội ngũ cán bộ y tế được đưa đi đào tạo nâng cao, đào tạo lại có đủ trình độ, năng lực, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, các đối tượng chính sách và trẻ em dưới 6 tuổi được các ngành và các địa phương thường xuyên quan tâm. Chính sách hậu phương quân đội, phong trào đền ơn đáp nghĩa được huyện, các xã thị trấn, các tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm. Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, hàng năm, lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cao, tích cực tham gia vào các hoạt động ở địa phương, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng, kiến thức quốc phòng, an ninh được tiến hành theo đúng kế hoạch và chỉ lệnh của cấp trên. Việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, giao quân được tổ chức và tiến hành bài bản, nghiêm túc, đúng luật, tạo được niềm tin trong nhân dân. Hàng năm, huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Với vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự những năm qua, lực lượng công an toàn huyện đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phá và triệt xóa 13 băng ổ nhóm tội phạm hình sự, 114 điểm ma túy, 127 điểm đánh bạc, 4 vụ mại dâm, xóa sổ bọn tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, không còn tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng được phát triển sâu rộng, có nhiều mô hình mới, cách làm hay, tiêu biểu là mô hình lắp camera giám sát an ninh. Song song với thực hiện các nhiệm vụ nói trên, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai có hiệu quả chủ trương của Bộ Công an, bố trí sắp xếp và hoàn thành việc đưa công an chính quy về công tác tại 17 xã thị trấn trong huyện, tham gia có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong những năm qua, thì lực lượng công an huyện đã xác định địa bàn Mỹ là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Mặc dù là tình hình cơ bản ổn định nhưng còn tiềm ẩn rất nhiều các yếu tố gây bất ổn. Nắm tình hình và tham mưu cho các vị trí ở địa phương, tham mưu ủy ban nhân huyện là tập trung và giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh khu công nghiệp, những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, liên quan đến giải phóng mặt bằng. Còn về mảng trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an chúng tôi tập trung vào đấu tranh triệt phá với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mang tính băng ổ nhóm, tội phạm cho vay lãi nặng, tín dụng đen và các cái loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng buôn bán ma túy, cờ bạc, gây cho bức xúc cho người dân. Song song với việc triển khai, tổ chức thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 27 đề ra, công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực. Có 14 chính quyền cơ sở được công nhận trong sạch vững mạnh cấp tỉnh. Năm 2018, chính quyền huyện được công nhận trong sạch vững mạnh cấp tỉnh. Nhân dân và cán bộ huyện Yên Mỹ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng cờ thi đua. Cánh cửa nhiệm kỳ 2015-2020 đang dần khép lại. Có thể nói, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức ngoài dự đoán, một số mục tiêu,
dự án tưởng chừng khó có thể thực hiện được, song với quyết tâm cao, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các xã thị trấn trong huyện, cán bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ đã đoàn kết chung sức đồng lòng, triển khai tổ chức thực hiện một cách linh hoạt sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã giành được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, để Yên Mỹ phát triển ngang tầm với tiềm năng và lịch sử, đòi hỏi cán bộ và nhân dân trong huyện phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa. Cái trăn trở nhất đối với cá nhân tôi có lẽ là cả Ban Thường vụ Ban Chấp hành, đó là chưa phát huy được lợi thế, vị trí địa lý và cái trí tuệ của người Yên Mỹ để làm sao nó xứng tầm với cái tiềm năng của quê hương Yên Mỹ hiện nay. Người dân Yên Mỹ phải khẳng định là nhanh nhạy với cơ chế thị trường. Trong thời gian tới thì phải có các giải pháp về quy hoạch vùng, đấy chính là chiến lược phát triển trong tương lai. Tiếp tục khơi dậy được cái sức mạnh trí tuệ của cán bộ và nhân dân huyện Yên Mỹ thì mới có thể phát triển được. Và đặc biệt nữa đó là vẫn phải xây dựng cái đoàn kết từ huyện đến xã. Cái mục tiêu lớn nhất là Yên Mỹ phải phát triển ổn định trên các lĩnh vực. Có thể khẳng định với truyền thống cần cù, nhanh nhạy và sáng tạo, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân Yên Mỹ đã giành được những kết quả rất đáng trân trọng. Kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực. Cùng với kế thừa và phát huy những thành quả của các nhiệm kỳ trước, Ban chấp hành Đảng bộ huyện nêu quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, lấy sự hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về chất lượng phục vụ là mục tiêu thực hiện, xây dựng huyện Yên Mỹ trở thành huyện công nghiệp.